Nhân dịp vào dự lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, sáng nay Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã về dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An. Cùng dự lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Thượng tướng Lương Tam Quang và đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng hình ảnh của người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, với công an nhân dân Việt Nam, tư tưởng của người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách cao đẹp của người. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã đến dâng hoa dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Công an đã về khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên tọa đồ lửa Truông Bồn. Sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ đã góp dòng máu đỏ, hiến dâng tuổi trẻ vào những chiến công của quân và dân Nghệ An trong chiến thắng của dân tộc, mang lại hòa bình cho đất nước.